Alo, thân chào tất cả các bạn, thân chào tất cả mọi người. Thì mình lại tiếp tục với cái video clip sửa chuột nữa quý vị. Thì đây mình có con chuột ve chai có cái hiệu là Fortex. Tình trạng của nó đó là liệt nút chuột trái và liệt nút chuột phải luôn ha. Liệt nút chuột trái, liệt nút chuột phải. Đây mình sẽ ghim nó vô và mình sẽ là test thử cho quý vị xem trên máy tính của mình nè. Đấy. Đó. Máy tính của mình nó cũng kêu nữa đó. Không, đây nè. Không phải liệt mà là nó bấm nó là khi ăn khi không, còn bấm bình thường là không ăn. Bấm rất là mạnh nó mới ăn. Cái tình trạng này mình cũng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi. Không phải là rất nhiều lần rồi đấy. Nó mình bấm nè, bấm không ăn. Đó, thì hoàn toàn không ăn, nhưng mà bấm mạnh đó, muốn sức chuột luôn mới ăn. Đó, đó là cái bệnh của nó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nữa là sửa nha quý vị. Thì cái ban bệnh này là thường là nó là lỗi là nó do đó là nó chân tiếp xúc giữa hai cái điểm tiếp xúc của con chuột nó không tốt ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo chuột ra nè. Mình sẽ đó là sửa cho quý vị xem nha. Thì con chuột này đó là cái chỗ mở nó chỗ này nè. Mỗi con chuột đó là nó là đều có cấu tạo đó. Các phần nó gần như là nó giống nhau, còn vị trí của cái con ốc này thì có khi nó khác nhau. Đó. Đây, rồi chúng ta sẽ mở ra, ta sẽ mở ra từ cái đít nó, đừng có mở cái đầu mở không được đâu, cứng dữ ta. Không biết là con chuột này nó còn con ốc nào không mà thấy cứng dữ thằng ôn vậy. Rồi. Đấy. Đây bên trong nội thất con chuột này nè. Cái này thì nó rỉ sét hết trơn à. Đó. Nó vẫn có một cái cọng dây điện của nó vẫn có một cái chấu gắn gì ha. Rồi cho nó qua một bên đây. Quan trọng là này thôi. Thì này thì nó không có ốc. Chúng ta tháo luôn à. Nó vẫn có cái đầu phát tín hiệu. Tao bị sinh sơ nó cái. Rồi, cho nó qua làm này đi. Rồi, quan trọng là cái ngàn lát mình vệ sinh nó luôn. Mạch trước nè quý vị. Đây đồng hồ đây. Dặn về cái nút thông mạch đo tiết. Rồi mình sẽ đó là nhấn giữ cái nút chuột. Đo hai cái đầu ngoài của nó. Chuột này thì nó lại làm là nằm như thế này. Đó. Rồi, không kêu được. Đồng hồ nhảy chứ không có kêu. Tự như vậy đối với chuột phải. Rồi cũng vậy luôn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tháo hai cái nút này ra ha, tháo hai cái nút này ra và chúng ta đó là sửa nó. Rồi, mình đã hút chì ra quý vị. Giờ mình sẽ tháo nó ra. Tháo hai cái nút này ra. Còn dính cái chì chút xíu nè, mình không ra nè, một nè. Rồi, hai. Hoàn toàn mấy thằng này thì không có gì đâu sửa. Nó đã lên, nó đã chạy, cái này tốt. Chỉ có hai con này à. Và chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục đó là chúng ta sẽ đó là khử cái lẫy nó ra.
cái này thì nó rất là mỏng nha, chúng ta làm cẩn thận. Hai bên nó có hai cái lẫy nữa nè. Rồi, nhẹ nhàng tình cảm gì thôi. Rồi, gớt cái con ấy rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là vệ sinh cái chân tiếp xúc của nó. Ở đây nè, mọi người thấy nè. Đó. Đó, cái nơi tiếp xúc của nó thì mình vệ sinh cái trên, cái dưới, cái lưỡi gà của nó nè. Mình lấy cái mũi dao gọt giấy nè, mình sẽ đó là khử đánh bóng nó. Rồi tiện đó mình sẽ đẩy đẩy cái miếng đồng này lên cho nó là có cái độ cong lên đó, nó kêu cốc cốc rồi đó. Rồi, rồi mình sẽ gắn lại, mình test không được thì mình tiếp tục nữa ha. Cái linh kiện này nó rất là nhỏ, ta cần phải đó là sử dụng cái nhíp, cái gấp. Đấy. Rồi rồi chúng ta sẽ gắn vô. Nhìn coi. Rồi vậy là đúng rồi nè. Rồi gắn vô. Đấy. Cốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó là lấy đồng hồ, chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần trước khi mà chúng ta đó là chuyển sang cái nút khác. Về thang đo thông mạch. Đây. Nhấn giữ. Đó. Đó, tít 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 rồi đấy. Ngon ngon. Một nút. Tương tự như vậy dành cho em này. Chúng ta cũng là nãy cái lẫy nó ra. Cái bước này chúng ta nhẹ nhàng nha quý vị. Gãy là bỏ luôn á. Gãy đó là bỏ luôn á. Chỉ có dao gọt giấy chúng ta hoặc là lưỡi lam chúng ta mới nại được. Nhẹ thôi. Bên đây cũng vậy. Đấy, rồi. Tháo nhẹ nhàng ra thôi. Rồi để này xuống đi. Chúng ta cũng là vệ sinh y gan hồi nãy. Hai cái nơi tiếp xúc của hai cái thằng này nó chưa có được tốt. Rồi, chúng ta sẽ gắn vào lại và lại tiếp tục test vị trí của nó là thế này. Nó rất là nhỏ nha quý vị, làm ta phải nhẹ nhàng tình cảm yêu chiều nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test tiếp.
đo thông mạch. Đó, tiết tiết đó. Chúng ta sẽ đó là nhắn giữ. Đó. Nhắn cái nào nó cũng kêu tít 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 hết trơn. Và bây giờ chúng ta bắt vào là xong ngay. Bây giờ mình sẽ tiến hành đó là hàng lại nha quý vị. Rồi, mình đã hàn vô xong rồi quý vị. Bây giờ mình sẽ gắn vào là mình sẽ test nha quý vị. Hàn nó giờ hơi lâu. Hàn quá gà. Trước khi đó mình sẽ vệ sinh cái này cái coi.
Rồi mình sẽ gắn cái miếng này vô luôn, gắn cái lăng này vô. Cái này thì nó không có ốc dặn. Đó. Rồi chúng ta sẽ gắn cộng dây điện vào. Gắn này vô luôn. Bấm cho nó dễ, không có cái này bấm khó lắm. Đầu này gắn cẩn thận nha quý vị, đẩy cho nó vô mới được. Rồi rồi bây giờ mình sẽ ghim vô và mình sẽ test ha. Đây đấy, nó đã sáng đèn rồi nè. Xin cái mặt này trước. Ok, phát nào ăn phát đó, kêu như cốc cốc luôn. À mình sẽ cho quý vị xem nè. Chuột nè, bấm nè. Đó, trên này nè. Đấy. À, mở lên nè. Đó. Lăn chuột nè. Ok luôn á. À, nghiên cứu và chia sẻ mới tự lành nè. Chọn là nhắm nháy chuột nè. Rồi thành công. Như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mà chúng ta đó là sửa một cái con chuột mà nó bị liệt, nó bị liệt nút bấm một cách là dễ dàng nhất, anh em nào cũng có thể làm được ha quý vị. Rồi, thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các lần nữa là chia sẻ tiếp theo. Bye bye.